cứ vô đây. Trời, cô đi vô đây á, rồi cậu tháng mà về là cô đuổi việc tôi liền á. Cô, con rõ ràng là con nghe có tiếng bé Na ở trên lầu mà cô. Đồ cô cho con gặp con của con đi, nửa năm rồi con không được gặp con của con á cô. Tôi biết lại cô. Tôi không có quyền gì mà không cho cô gặp, nhưng mà bé Na nó đi học rồi. Bây giờ cô vô đây nè, cô thấy không, nhà dáng quê của mình tôi à. Bây giờ cô gặp đâu có gặp được đâu. Cô làm ơn, tôi lại cô đi về giùm đi. Cậu thắng mà biết tôi cho cô vô nhà là chết luôn đó. Cô, rõ ràng là con nghe có tiếng con của con ở trên lầu á. Không có. Không, con nghe ai, tại vì con nhớ quá con nghe, chứ không có, nó đi học rồi không có. Cô, hay là bây giờ vậy nè, cô cho con cái địa chỉ trường mới của con á, rồi ngày mai con ghé con đón được, con đem về nhà con thăm một chút xíu, con quan trả lại mà cô. Trời ơi, nói nghe nè, tại sao có hai vợ chồng có số điện thoại thì gọi xin ổng một tiếng đi, chứ tôi đâu có quyền hành gì đâu. Cô nói tôi như không mà. Tôi nói là bé Na nó vẫn khỏe mạnh không sao hết trơn rồi, ở nhà tôi lo cho lắng cho nó đầy đủ. Cô yên tâm, cô đi về đi ha. Đi nghe. Ê, trời ơi, cô Linh ơi, trời, cô hại tôi rồi. Giờ yên tâm rồi ha. Dạ. Ừ, thì thôi bây giờ cô về đi, chứ tôi cậu thắng về đột xuất là tôi cũng bị chửi chết luôn á. Dạ. Rồi bây giờ có số điện thoại tôi được, có nếu mà nó có bệnh hoạn gì tôi cho cô hay nha. Dạ, dạ. Hoặc là những cái lúc nào mà cậu thắng không có ở nhà đó, tôi sẽ gọi điện đi cô lại cô thăm bé Na nha. Dạ, con cảm ơn gì, có gì gì cho con hay tin nha gì. Nha. Con cho bé Na ngủ rồi nha gì. Cô Phụng. Cậu. Tôi dặn cô sao mà cô làm trái ý tôi. Không nói nhiều nữa. Lên về phòng, dọn hết đồ đạc đi. Rồi đi khỏi nhà tôi. Nè anh Thắng, cái này là tôi tự tôi vô, vì Phụng không có lỗi gì hết á, anh đừng có làm vậy. Anh làm gì anh quá đáng lắm luôn á. Vô lý vừa phải thôi. Tôi vô lý. Tôi vô lý bằng cô không? Hả? Cô nên nhớ, tòa án đã xử con là tôi nuôi, chứ không phải cô. Cô không có quyền gì bước vô nhà này hết. Nhưng mà trong cái thỏa thuận tòa cũng nói là anh được quyền nuôi con chứ không được quyền cấm tôi. Tôi được gặp con tôi mà. Sao tự nhiên tôi lên trường tôi gặp con tôi, anh cũng cấm không cho gặp rồi anh chuyển trường làm sao? Anh cố tình đúng không? Tôi là mẹ nó mà. Tôi làm vậy thì sao? Anh làm như vậy là anh sai đó chứ sao vậy? Tôi sai thì sao hả? Cô đừng có bước vô căn nhà này một lần nữa. Cô mà còn tiếp tục tìm cách đi gặp con mình thì cô được trách tôi. Anh làm gì tôi hả? Linh à, tôi nhớ là gia đình cô cũng danh giá lắm đúng không? Nếu như mà tôi bóc phốt cô trên mạng, vậy thì lúc đó cô, gia đình cô chắc cũng mất mặt lắm ha. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Với tiểu phẩm vừa rồi thì có rất nhiều điều về pháp lý có thể chia sẻ. Theo quy định của pháp luật thì sau khi cha mẹ ly hôn thì con sẽ được giao theo cho cha hoặc mẹ, hoặc theo sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng. Thì trong tình huống này thì sau khi ly hôn thì con được ở với cha. Thì tuy nhiên thì pháp luật sẽ bảo hộ cái quyền của người không trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn là người mẹ. Thì theo đó thì người mẹ có quyền, có nghĩa vụ phải chăm sóc, giáo dục và cũng được quyền thăm nom con sau khi ly hôn. Ở đây thì hành vi của người cha là hành vi ngăn cấm người mẹ thực hiện cái quyền của mình, ngăn cản những thành viên trong gia đình gặp gỡ người thân, rồi gặp tạo các mối quan hệ xã hội ở bên ngoài nhằm để cô lập và tạo áp lực, sẽ bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý. Trong tình huống này thì có thể thu thập các cái chứng cứ, các cái bằng chứng, để qua đó thì mình có thể yêu cầu tòa án tiến hành thay đổi người nuôi con nếu có cơ sở cho rằng cái người cha hiện tại nuôi dưỡng con không tốt, ngăn cản mình thực hiện cái quyền thăm nuôi con, thì có thể yêu cầu tòa án. Tòa án sẽ là cơ quan tiếp nhận và giải quyết cái yêu cầu thay đổi người nuôi con của người mẹ. Tôi xin chia sẻ một số điểm mới của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023. Sửa đổi bổ sung thì có rất nhiều điểm mới. Tuy nhiên chúng ta có thể đề cập tới một số điểm mới như là chia sẻ, phát tán những cái thông tin về bí mật đời tư cá nhân của người thân lên mạng xã hội mà khi chưa được sự cho phép của họ, hoặc các thông tin này chưa được kiểm chứng. Đây cũng được coi là một hành vi bạo lực gia đình. Theo luật mới là hành vi bỏ mặc, không quan tâm chăm sóc đối với trẻ em, phụ nữ đang mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già, người tàn tật. Khi người chồng, người vợ chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ về mặt xã hội, nhưng về mặt gia đình thì thường mình hay bỏ mặc. Về nhà chỉ cần đưa tiền, chỉ cần phát lương hàng tháng, mình bỏ mặc, mình không quan tâm, mình không hỏi han. Những cái hiện tượng này trong xã hội hiện nay rất là phổ biến, thì đó cũng được coi là một hành vi bỏ mặc, không quan tâm chăm sóc. Về tiểu phẩm vừa rồi thì sẽ có rất nhiều điều về pháp lý, và tôi Lê Anh Quân sẽ chia sẻ với quý vị trong tập tiếp theo của chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.